Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại. Hãy cùng Phong cập nhật tin tức bóng chuyền mới nhất. Thưa quý vị và các bạn, hôm nay ngày 6 tháng 8 tiếp tục diễn ra những trận đấu cuối cùng của trận mùa CV League. Và sau đây hãy cùng Phong nhận định về những trận đấu đó. Trận đấu đầu tiên trong ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra vào lúc 16 giờ giữa đội tuyển Philippines và đội tuyển Indonesia. Trong trận đấu này, rõ ràng đội tuyển Indonesia vẫn sẽ được đánh giá cao hơn. Ở hai trận đấu vừa qua, đội tuyển Indo đã chơi khá tốt khi để thất bại xích sao trong 3 set trước đội tuyển Thái Lan, và trong trận đấu với đội tuyển Việt Nam họ cũng đã chơi rất hay. Còn đối với Philippines, hầu hết những thành viên của đội bóng này tham dự trang 1 của CV League năm nay đều là sinh viên đại học. Chắc chắn họ đã trưởng thành lên rất nhiều khi gặp hai đối thủ rất mạnh, đó là đội tuyển Việt Nam và đội tuyển Thái Lan. Dù bị đánh giá thấp hơn đối thủ, nhưng hy vọng Philippines sẽ chơi hết mình để cống hiến cho khán giả một trận đấu thật hay. Và trận đấu thứ hai trong ngày thi đấu hôm nay sẽ diễn ra vào lúc 19 giờ và cũng là trận đấu tâm điểm giữa đội tuyển quốc gia Việt Nam và đội tuyển quốc gia Thái Lan. Với đội tuyển quốc gia Thái Lan, họ đã đến giải đấu này một đội hình rất mạnh với những Chachon, Acharapon, Pompun, Pimpichea. Trong trận đấu này, đội tuyển Thái Lan vẫn sẽ được đánh giá nhỉnh hơn. Ở hai trận đấu vừa qua, mặc dù thi đấu với nhiều đội hình khác nhau và có vẻ như người Thái vẫn chưa bung hết sức, nhưng họ vẫn khá dễ dàng có được hai chiến thắng với cùng tỷ số 3-0 trước Indonesia và Philippines. Đội tuyển bóng chuyền nữ Thái Lan hiện đang đứng 15 thế giới và đứng hạng 3 châu Á. CV League được coi là một cơ hội tốt để đội tuyển Thái Lan thử nghiệm lối chơi mới. Còn đối với đội tuyển quốc gia Việt Nam, chúng ta cũng đang thể hiện một phong độ rất cao khi giành chiến thắng trong cả hai trận đấu với cùng tỷ số 3-1 trước Philippines và Indonesia. Mặc dù đã có những thời điểm chúng ta chơi không tốt, tuy vậy đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam đã biết vượt qua khó khăn và thể hiện bản lĩnh của mình để có được những chiến thắng. Sau đây hãy cùng Phong dự đoán về đội hình xuất phát của cả hai đội trong trận đấu này. Với đội tuyển quốc gia Thái Lan, họ sẽ ra sân với đội hình gồm chuyền hai Pompun, cặp chủ công Acharapon, Chachon, cặp phụ công Thát Đao, Tichakon, đối chuyền Pimpichea và libero Pianuk Panoi. Còn với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam vẫn sẽ là một đội hình quen thuộc bao gồm chuyền hai Đoàn Thị Lâm Oanh, cặp chủ công Trần Thị Thanh Thúy, Trần Tú Linh, đối chuyền Hoàng Thị Kiều Trinh, cặp phụ công Đinh Thị Nhà Giang, Nguyễn Thị Trinh và libero Khánh Đang. Đây chắc chắn sẽ là một trận đấu rất khó khăn với đội tuyển bóng chuyền nữ Việt Nam. Hy vọng với lợi thế sân nhà, trước sự cổ vũ nồng nhiệt của khán giả nhà cùng với tinh thần đăng lên sẽ giúp đội tuyển Việt Nam làm lên lịch sử giành chiến thắng trước người Thái. Và sau đây hãy cùng phát xem lại lịch thi đấu ngày thi đấu cuối cùng của trận 1 CV League năm nay. My appetite, don't leave me.